cứ để bao lâu giờ nó tràn nó hay. Tầm nó đã lên rồi, không phải tắt cống đâu, moi hết cống ra rồi. Không phải tắt cơ đâu, nó ở đằng sau nước thì nhiều quá nó tràn vào. Tức là nó đẩy ngược lên, con hiểu không? Không, cái này đang tắt thôi.